À, và còn bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to thật kêu để đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Can you speak Vietnamese? Yes, of course. Okay. Chào mấy người Việt mà. Tôi nhìn tôi tưởng là người nước ngoài không à. Xin chào hai bạn. Hai bạn có thể giới thiệu về mình. Em tên là Sơn Bách, năm nay em 29 tuổi. Hiện nay em đang là nhân viên hàng không ở cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Trời ơi, hàng gì nó cao gấp đôi tôi luôn đó thiệt. Dạ, em là Hoàng Yến, năm nay em cũng 29 tuổi. Em hiện là nhân viên của một công ty Nhật Bản về xuất khẩu. Vậy cũng có dính đến Nhật Bản. Hai vợ chồng này có cái gì nó nhật cái chồng nó mà nhật gì. Rồi, cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Em với bây giờ em có một bạn thân chung thì cái bạn chơi chung đó cũng hay đưa hình của nhóm này nhóm kia cho tụi em coi. Thì giờ em thấy hình của em trước lúc mà em ở sân bay á, thì giờ em đi thì thấy em thì thấy quen, cái định gây chú ý với em cũng đi tới đi lui trước mặt vậy đó. Trời ơi, đang đứng là tự nhiên cái bàn tới lui. Tại vì á là em thấy quen, em tính lại em hỏi chuyện và em hỏi xem là em có thể nào check in sớm hơn hay được hay không thì nhưng mà ảnh cao quá là cái tầm mắt ảnh nó chỉ nhìn phía trên, em thì đứng phía dưới thế là ảnh không thấy em, cái em cũng phải đi qua đi lại vậy nè. Mà em đi qua đi lại khoảng chừng 100 bận thôi. Chừng hai ba bận á. Chứ cũng có duyên á chứ. Chứ giờ thì chị đi máy bay đi sân bay hoài chị có gặp bạn này đâu. Đúng rồi. Bây giờ ấn tượng sao nè. Em là tại vì em thích những cái người cao. Em có hai người bạn trai trước thì bạn nào cũng cao trên 1m7 hết. Thì lúc đầu nhìn mặt anh này trong hình là em đã thấy rất là thiện cảm rồi. Em đi ra thì em thấy lại cao nữa thì em rất là kết. Kết? Dạ, tại vì là đi tới đi lui. Đi tới đi lui để bắt chuyện nhưng mà không được. Thế là đành đi vô luôn. Rồi sao? Xong rồi sau đó là cái bạn chung đó tổ chức đi Singapore chơi. Thì bạn nó mới rủ em thì em mới đi theo thì gặp nữa có đi thay lùi nữa. Dạ không, lần này là nhìn nhau là thằng luôn. Rồi bao lâu thì cưới? Khoảng 1.5 năm thì cưới. Trong 1.5 năm đó là chuyện tình của các bạn có trơn tru hay không? Dạ tụi em cũng hợp gu á nên là ít khi cãi vã chia tay. Chỉ là những cái nhỏ nhỏ bục bằng thôi, nhưng mà trước khi đám cưới chừng 6 tháng á thì bắt đầu là ngồi nói chuyện với nhau để mình sau khi mình cưới mình sẽ có những cái gì với nhau. Thì cãi nhau là em hủy đám cưới luôn. Có nghĩa là chuyện tài chính. Bạn á là bạn muốn 5 năm tại vì là nam nữ bình đẳng. Nhưng mà ý em á là em muốn là anh là đàn ông trụ cột thì em muốn anh nhiều hơn là ví dụ như 7-3, 6-4. Thì anh này anh nặng lời với em. Anh nói là em suốt ngày chỉ biết tiền bạc thôi, lúc nào chỉ nghĩ về bản thân mình. Thế là em tổn thương quá tại vì em không phải là em là người tiền bạc. Nhưng mà em muốn là chồng đưa nhiều hơn một chút để em có thể có sự dành dụm. Nhưng mà chồng em thì chưa hiểu lắm nên là nói nặng em vậy. Thì em nói là nếu mà suy nghĩ như vậy không có hợp nhau thì thôi hủy hôn luôn. Không đám cưới gì nữa. Rồi em như thế nào? Thì lúc đó em cũng bực. Thầy nói kêu em đi về, cái em bỏ em đi về luôn. Sao hôm sau em bắt đầu suy nghĩ rồi mới xin lỗi quay lại. Và cuối cùng là tôi đang muốn biết là 64 hay 732? Dạ em thì em đưa 75% lương về, còn vợ em chia sao thì em cũng không biết luôn. Rồi bây giờ sau khi cưới nhau thì như thế nào? Em có phát hiện ở vợ mình có một cái thay đổi gì so với lúc trước khi cưới không? À, sau khi cưới thì em thấy vợ em có cái mức độ kiềm chế cảm xúc thấp. Ví dụ như là xài mạng ở nhà anh, mà mạng ví dụ như hay chậm tí là bực lên là cầm điện thoại quăng cái biếu. Hả? Đập bao nhiêu cái rồi? Cũng hai ba cái. Thôi cũng hết. Xong rồi thí dụ như đang nói chuyện gì đó mà thấy không vừa lòng là quay ra bắt đầu hành hạ em. Hành hạ như thế nào? Chơi mấy cái trò mà biến thái với em, thí dụ như là đang đứng cứ quay ra bước lông rúng, chọc lét, chọc rúng. Nhiều bữa mà bực trong người hay gì á, em đang nằm đó, quay qua cắn. Cắn đâu? Tự chỗ anh ơi, tùy bữa. Cắn theo cảm xúc á, tùy bữa. Vợ em có cái sở thích quái đản quá vậy? Cắn mỗi ngày như là thú vui vậy. Trời ơi, tội nghiệp quá. Như vậy là chắc là bây giờ che là chỉ còn cắn hai cái bàn tay là không cắn đâu đúng không? Em có bực mình về chuyện đó không? Dạ thì lúc đầu thì cũng bực nhưng mà sau đấy cũng quen chị ơi. Đúng rồi, thấy mặt kể rất hạnh phúc. Giờ tới vợ đi. Dạ có một cái là ảnh bị bệnh lười, có nghĩa là ảnh đi làm về bớ ảnh không có để một chỗ cố định đâu. Anh cởi ra em không biết cởi như thế nào mà nó thành một cái cục vậy nè chị. Hai cục cái anh quăng giữa nhà mà em kêu cất vào thì không, cứ để đấy mà cứ đi ra đi vô là ngay giữa nhà. Xong rồi quần cũng vậy, cũng để ngay giữa nhà vậy đó. Mền á, mền ví dụ như em đi làm thì anh dậy sau tại vì anh làm theo ca. Không, để cuộn tròn. Đằng nào tối cũng ngủ mà. Đằng nào tối cũng ngủ nên là cứ cuộn tròn để đó. Mà để gối rồi mỗi cái một nơi. Mình về mà mình thấy cái giường nó tẩy hoài lên. Mình rất là bực mình mà nói hoài mà không chịu làm. Xong lúc đầu em còn dẹp nhưng mà lúc sau là em để luôn. Ở nhà thì công việc nhà là ai làm? Trước khi cưới là tụi em đã phân chia rõ ràng.
ví dụ như tỷ lệ 7-3, 6-4, dạ 5-5. Ví dụ như em nấu cơm thì phơi đồ thì giờ em rửa chén quét nhà bây giờ tụi em mong muốn thay đổi gì? Anh bớt cọc tính lại chút, nhiều khi em con gái thì nhiều khi anh cũng phải nhường em một chút, chứ đằng này sòng phẳng quá thì em cũng thấy em giống như con trai vậy đó. Sòng phẳng gì có nghĩa là cọc quá ảnh không có nhường em á. Em muốn là ảnh chiều em hơn. Trời ơi chứ... trời vậy còn chưa chịu nữa sao? Bứt gần hết cái nồi lông rúng không rồi đó. Em chẳng muốn vợ em bớt bứt lông em hả? Không, cái đó là thú vui mỗi ngày rồi. Thú vui rồi. Bây giờ chấp nhận rồi, nó là một cái gia vị tình yêu rồi. Ngày nào mà không bứt dám không ăn cơm được. Ủa chị suy nghĩ hoài cái chuyện tụi em phân chia công việc nhà mà 50-50 làm sao mà sòng phẳng được ta? Là tại vì á, công việc nhà nó rất nhiều những chuyện không tên á, rồi làm sao mà chia đây rồi còn có con nữa rồi chia làm sao? 5-5. Lúc đầu cũng có nhiều cái trục trặc, ví dụ như là đã nói là rửa chén rồi nhưng mà ông cũng để dồn đó, xong mình thấy nhiều quá thì mình cũng phải đi rửa, thì lúc đó lại cầu nhau nhau cãi nhau một chút thôi, nhưng mà sau nói vài lần chắc cũng hiểu nên là cũng tự giác. Nhưng mà chỉ có mỗi cái tật là cởi vớ với cởi với lại sếp mềm là không làm thôi. Em không hiểu tại sao nói hoài mà không làm. Vậy thôi khỏi giặt luôn đi, lúc mới được bao lâu. Đây là một cuộc sống vợ chồng rất là tây. Thành ra là tụi em nó rất là thoáng trong cuộc sống vợ chồng mà rất là hiện đại. Chị thì cũng rất là ủng hộ cái quan điểm này, nhất là cái vấn đề tụi em đã có một cái sự thỏa thuận trước hôn nhân. Nhưng mà theo chị thì mình không thể triệt để được hoàn toàn như những gì mà đã giao ước đâu. Chị nói ví dụ phân chia công việc ok được, nhưng bây giờ em phân chia theo kiểu như thế này, những cái việc có tên nặng là để cho chồng. Còn những cái việc mà nhỏ trong nhà, giặt giũ hay là rửa chén hay là những cái dọn dẹp đó em lãnh đi. Còn những cái việc nặng hẳn, tại vì nếu mà có thể chờ được anh không làm, buổi sáng buổi tối anh cũng phải làm. Đó thì chị nghĩ là em nên phân chia lại một chút xíu, hiểu không? Đó ý là như vậy đó. Hai em là chưa có em bé? Dạ chưa. Là do kế hoạch hay là chưa có duyên? Dạ chưa có duyên. Thế tụi em có muốn có em bé không? Dạ có. Trước khi anh nói điều này thì trong một ngày đẹp trời anh nhận được hai tin nhắn của hai cặp vợ chồng từ Đồng Nai và một cặp vợ chồng ở Đà Nẵng. Thì người ta đều nhắn một câu là cảm ơn anh Thuận. Chúng em đã có tin vui đó. Thì muốn chia sẻ với quý vị luôn, ngoài cái vấn đề là tham gia chương trình Vợ Chồng Son, được lên truyền hình nhiều, được quý vị biết nhiều, thì một cái điều mà Quốc Thuận cho tới giờ phút này cảm thấy rất vui và tôi rất vinh dự và thậm chí là rất hãnh diện là bởi vì mình mang một chức danh đó là ông mũ. Và nhân đây hôm nay có một cái duyên ngồi với hai vợ chồng em, thì anh Thuận cũng xin chúc hai vợ chồng em mau sớm có một tin vui, sẽ có một em bé kháu khỉnh ra đời nha. Cảm ơn anh.